Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thuật ngữ. Thuật ngữ có nghĩa là gì? Thuật ngữ là một từ chung để chỉ nhóm các từ hoặc nghĩa chuyên ngành liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, đồng thời cũng là ngành nghiên cứu các thuật ngữ đó và cách sử dụng chúng. Đây còn được gọi là khoa học thuật ngữ. Ví dụ thuật ngữ là gì? Sử dụng thuật ngữ trong một câu. Thuật ngữ là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả một sự vật cụ thể, hoặc ngôn ngữ được sử dụng trong một lĩnh vực cụ thể. Ngôn ngữ đặc biệt được sử dụng bởi các nhà khoa học là một ví dụ về thuật ngữ khoa học. Công việc thuật ngữ là gì? Công việc thuật ngữ là kiểm tra thuật ngữ kỹ thuật và thuật ngữ cụ thể của công ty và xác định rõ ràng thuật ngữ nào sẽ được sử dụng nhất quán trong tất cả các tài liệu trong công ty và thuật ngữ nào sẽ bị cấm. Tại sao thuật ngữ được sử dụng? Thuật ngữ đóng một vai trò quan trọng trong sự hiểu biết của bối cảnh và văn bản chuyên ngành. Việc hiểu và chi tiết thuật ngữ phức tạp của bối cảnh, kỹ thuật và khoa học giúp sinh viên hiểu được thông điệp chính của tài liệu là gì và nó giúp các chuyên gia truyền tải nội dung hiệu quả hơn. Thuật ngữ y tế là gì? Thuật ngữ y tế là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả các thành phần và quá trình của cơ thể con người, các thủ tục y tế, bệnh tật, rối loạn và dược lý học. Nói một cách đơn giản, đó là từ vựng mà các chuyên gia y tế sử dụng để mô tả cơ thể, chức năng của nó và các phương pháp điều trị họ kê đơn. Thuật ngữ trong khoa học là gì? Thuật ngữ khoa học là một phần của ngôn ngữ được các nhà khoa học sử dụng trong bối cảnh hoạt động nghề nghiệp của họ. Trong khi nghiên cứu thiên nhiên, các nhà khoa học thường gặp các hoặc tạo các đối tượng và khái niệm vật chất hoặc chi phi vật chất mới hoặc buộc phải đặt tên cho chúng. Nhiều người trong số những cái tên đó chỉ được biết đến với các chuyên gia. Thuật ngữ y tế là gì và tại sao nó lại quan trọng? Mục đích của thuật ngữ y tế là gì? Mục đích của thuật ngữ y tế là tạo ra một ngôn ngữ chuẩn hóa của các chuyên gia y tế. Ngôn ngữ này giúp nhân viên y tế giao tiếp hiệu quả hơn và làm cho tài liệu dễ dàng hơn. Làm thế nào để bạn duy trì và phát triển kiến thức về thuật ngữ y tế? Đây là cách bạn có thể bắt đầu. Thứ nhất, đọc hiểu. Tất nhiên, một trong những cách tốt nhất để nâng cao kiến thức y khoa của bạn là đọc các nguồn thông tin chất lượng cao, cũng chính là nguồn mà các sinh viên y khoa tham khảo. Thứ hai, học các khoa học và hội thảo ngắn hạn. Thứ ba, ứng dụng y tế. Số 4, tìm một người cố vấn. Tại sao thuật ngữ lại hữu ích? Thuật ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu ngữ cảnh và văn bản chuyên ngành. Việc hiểu các chi tiết thuật ngữ phức tạp của bối cảnh khoa học và kỹ thuật giúp sinh viên hiểu được thông điệp chính của tài liệu là gì và nó giúp các chuyên gia truyền tải nội dung hiệu quả hơn. Lời nói có sức mạnh không? Đặc biệt ngôn từ là động từ lực mạnh mẽ nhất đối với con loài người. Chúng ta có thể chọn sử dụng sức mạnh này một cách xây dựng với những lời động viên hoặc sử dụng những lời tuyệt vọng của một cách triệt để. Lời nói có năng lượng và sức mạnh với khả năng giúp đỡ, chữa lành, cản trở, làm tổn thương, làm hại, sỉ nhục và hạ mình. Thuật ngữ chuyên khoa là gì? Trong khi nhà nguyên học là nghiên cứu các từ nói chung, thuật ngữ là nghiên cứu các từ đặc biệt ngôn ngữ hoặc các điều khoản liên quan đến lĩnh vực cụ thể của chuyên gia kiến thức. Hầu hết các từ đến đa năng cũng chứa một số thuật ngữ chuyên môn, thường được nhúng trong các mục nhập cùng các từ ngôn ngữ chung. Danh sách thuật ngữ là gì? Một danh sách các thuật ngữ hay thuật ngữ là một danh sách các từ và cụm từ với dự kiến của họ. Chúng hữu ích để đảm bảo rằng các bản dịch của bạn nhất quán trong dự án của bạn. Với các bản dịch hiện có, bạn đã nhúng một danh sách các bản dịch hợp lệ. Ví dụ này sẽ giúp bạn trích xuất các điều khoản. Tầm quan trọng của thuật ngữ là gì? Thuật ngữ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu ngữ cảnh và văn bản chuyên ngành.
việc hiểu các chi tiết thuật ngữ phức tạp của bối cảnh kỹ thuật và khoa học giúp sinh viên hiểu được thông điệp chính của tài liệu là gì và nó giúp các chuyên gia truyền tải nội dung hiệu quả hơn. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.